Alo, alo, hello anh em nhá. Hello Quang Vinh, hello Liêm Plus, hello Đức Khánh, hello Trần Văn Thảo, hello anh em, hello Quang Vinh nhá. Mời anh em vào cho mình xin một tim một like luôn anh em ơi. Chiến thôi, chiến đấu thôi nhở. Giá 28k lên 2 triệu, thế thì rút cục là muốn lên bao nhiêu? Anh em lại muốn lên bao nhiêu? Trời ơi, anh em đúng là giới hạn con người không biết điểm dừng đúng không? Giới hạn không biết điểm dừng, khởi động cái đi anh em. Vạn sự khởi đầu lan sao nào? Chúc anh rực rỡ, ok cảm ơn anh em nhá. Hôm nay cố gắng anh em mình lại rực rỡ tí nhở. Mình đang lãi rồi mà mình quan tâm một cái hũ đâm ra lại quang có phải là phí tiền không? Trời ạ, đánh xong thì mới chi tiết đúng không? Uầy, tay đầu nó thấy toang rồi này. Uầy, đang cầu đi 3 nhảy 1-1 xong 3 nhảy 1-1 đẹp thế mà lại gãy luôn ạ. À đồ. Có khi lại bệt tái. Đánh 3 carat đi anh à, thôi anh em ạ. Chơi chủ yếu là cái bộ môn tài xỉu, là cái bộ môn gọi là dễ kiếm tiền. Soi cầu nó từ tốn anh em ạ. Baccarat, Baccarung, soi cầu nó lòng hoằng. Xong lại xong là cái kiểu là nó nhanh quá ấy. Mình chưa kịp định hình được ván thứ hai thì không, tốc độ thì nó lại đến phiên tới luôn. Thôi cứ tài xỉu cho nó dễ đánh anh em. 2 triệu mà trong 4 tay hết. Ủa ôi, đánh nóc cóc từ 28k mãi mới lên được 2 triệu lại đánh trong 4 tay hết. Đấy chưa anh em thấy cái phí của anh em chưa? Anh em, đấy là bài học xương máu đấy anh em. Bài học và trả giá bằng tiền mặt đấy anh em ạ. Bệt rồi anh em ơi. Bệt rồi. Không biết là có bệt cái nữa không, nó nhảy luôn rồi. Thôi cứ đánh cái nhảy luôn đi nhờ. Mình nghĩ là nó không bệt nữa đâu anh em ạ. Bệt nó vừa phải thế chứ làm gì mà bệt nhiều thế. Baby cup chill. Kíp, ôi giời ơi. Cũng được rồi anh em ạ. Còn tài đẩy, ok anh em, vẫn còn tài thật đấy anh em này. Có lẽ nào nó lại làm cho mười mấy cái tài thì đúng thật là ối dồi ảo luôn anh em ạ. Thôi quay đầu đi. Quay đầu là bờ. Hy vọng quay đầu là bờ anh em nhá. Xin. Mày còn gãy nữa đi xem nào. Mấy đứa thậm thò thậm thụt anh em ơi. 12 à. Khó nhờ. Cầu khó đánh ghê nhờ. VND và là ZNZ. ZNZ. Quay lỗ hũ. Lỗ hũ anh em ơi. Nhưng mà hũ hơi còi. Bãi cà lìn thật. Ăn được đúng 1M3 tiền hũ anh em ạ. Trời ơi, được 1M tiền hũ anh em ạ. Chết tiền đi anh à. Ăn được 1M3 cái hũ. Gọi là bỏ tiền và mới được có hơn 1M tiền hũ anh em ạ. Ui con xỉu 3 này nguy hiểm ghê. Luôn ạ. Nó nhảy lên 1M1. Một một thì là phải làm mạnh quả này tí anh em ạ. Một một thì là phải làm mạnh quả 1M1 tí đi. 5-6-7, 5-6-7-8 đấy. Làm mạnh quả 1M1 anh em. Không ăn được nó lại bảo cầu khó bắt quá. Đúng rồi anh em, bọn nó cứ gì đi thôi anh em. Xin cái xỉu nhỏ nào thì mà kết quả 20M và lấy gãy là hơi cay anh em ạ. Em ALL theo anh, ok anh em ơi, bú luôn. Phát 20M gãy nó mới cay anh em ạ. Xỉu 8 à, có xỉu 8 thì vứt tay được anh em ạ. Thôi làm 8M thôi, không thể đánh hơn được tí. Mình từ từ thôi anh em ạ, 5-6-7-8 đấy. Phải đúng cái số lãi thôi. Phát vừa đấy gãy 20M cay quá anh em ạ. Cay luôn nãy à. Anh em lại học bài của mình đúng không? Ui giời ơi, địt mẹ, đứng luôn anh em ạ. Xỉu 8 này đứng luôn nửa nhờ. Nếu mà xỉu 8 quả lại bệt xỉu anh em ơi. Quả này mình không nghĩ là 20M xỉu quả này của mình nó mày gãy đâu anh em ạ. Quả này kết luôn anh em ạ. Hôm nay 1-1 ghê à, cũng không, vẫn chưa bằng hôm nọ nhờ. Hôm nọ 1-1 mới kinh cơ. Hôm nọ mình bú đấy, hôm nọ bú đậm đậm đấy anh em. Hôm nọ bú đậm đậm ăn quả 1-1 sướng thật. Chết anh em ạ, quả anh thì chết đấy. Địt mẹ đèn thế nhờ.
Quả này chuẩn xác là bệt xỉu đấy. Thì các bạn nó cho quả đứng cho quả tài 11 này đúng là bịp thật anh em ạ. Để phải cho quả tài 11 này đau đầu rồi. Quả thích vãi trưởng luôn anh em ạ. Được được luôn anh em ạ. Lùa về rồi, lúa về rồi, lúa về rồi anh em ơi. Đấy, đi bạn đánh 5M cho ăn ngay, khốn nạn thật anh em ạ. Ê mới cày nhờ. Cày thế nhờ. Chỉ muốn à. Chỉ muốn đá cái tài đấy xem nào. Quánh bé cho ăn ngay, chuyển sang bộ môn sóc đĩa đi xếp à. Tầm này sắp hết 4 rồi, giờ sóc đĩa thì hơi khoai anh em ạ. Giờ mà lui tới tử 3 phát không được là toang. Gãy 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 gãy. Địt mẹ. Chẳng lẽ lại không được phát 20 rồi à. Cây thế nhỉ, phút nhiều rồi anh em à. Mới phút 40 đây anh em. 5 phút nữa nhá, 5 phút nữa, 5 phút nữa. Để mình kết phát này nữa không được, thôi đấy. Tài. Địt mẹ đen thế nhỉ, toàn ra 10 với 11 thì các mẹ cứ kết phát toàn ra 10 11 anh em ạ. Cứ kết phát toàn ra 10 11, không hiểu kiểu gì luôn. Thế thì chịu anh em ạ. Thế thì bố thằng nào đánh được anh em. Địt mẹ. Cứ kết là ra 10 11, khó chịu thật anh em ạ. Mưa buồn rồi anh ơi. Đúng là một chuyện tình buồn đó. Không được tay nào anh em ạ. Ơ đấy, địt phải sợ thế nhờ. Ây à. Nó là còn thế này nữa. Cầu đang nghiêng tài à, xử mà anh em. Là gì có nghiêng cái gì đâu anh em. Bây giờ nó đi nó cũng linh tinh rồi, nó không nghiêng cái gì đâu anh em. Kép 10 lại nhảy thôi. Này thì Odin này anh em ạ. Chắc nó soi cầu rồi anh ạ. Chưa biết được nhưng mà đúng là ảo thật anh em ạ. Nào. Đấy, 20M ăn như thế này có phải ngon không? Trêu mình vậy đấy anh em ạ. Có chịu thật. Có khi lại tài. Không, xỉu đấy anh em ạ. Nó lôi lên tí đánh như nhừ hết. 4 tay xỉu nữa đấy anh ạ. Ok anh em ơi. Khả năng thế. Không, 4 hoặc 3 cái. Chết dở, ngồi lửa tiếng trong nhà vệ sinh thì bỏ mẹ đấy anh em. Đấy, úi dồi ôi, có mẹ Odin luôn đi, có phải ngon không chưa? Anh em để mình làm phát nữa 20M mà không được thì có mẹ chỉ chắc có thể là bịp thôi. Quả này anh em nhìn chắc chắn nó sẽ xỉu chứ. Để quả này mà nó nhảy nữa thì nó nhảy đúng là mình bị bịp luôn. Mày kết 20M anh em quánh ngược đi à. Đấy, anh em anh ngược đấy đó. Anh em nào bảo lĩnh quánh ngược, ui, chết cha làng, quánh hết tài rồi. Chết tôi rồi anh em ạ. Giờ nó đánh tài hơi nhiều tiền đó nha. Học máu mồm này anh em ơi, học máu mồm này. Em theo anh 500k à, bú luôn anh em. Học máu mồm anh em ơi. Mẹ rút cục cũng phải cho ăn chứ. Bịp thật, nó nuốt của mình ba tay rồi. Làm cái xỉu đấy anh em. Nhờn à. Đã vậy nhờn luôn anh em ạ. Làm cái xỉu đấy ăn được nghỉ luôn. Nghỉ ăn được 20 củ luôn. Khỏi phải chơi đấy anh em ạ. Ui dồi ôi, 6 à. Vẫn có cửa đấy. Mày nhờn đấy anh em. Nhờn à. Nhờn đấy anh em ơi. Về bờ luôn. Nhờn à. Nhờn đấy anh em. Nhờn là nghỉ thôi anh em ơi. Nghỉ nghỉ nghỉ. Anh em inbox anh em ơi. Inbox inbox nghỉ thôi anh em ơi. Cố làm gì nữa anh em ơi. Tầm này cố làm cái gì nữa anh em. Nghỉ nghỉ anh em ơi. May thích à. Đùa. Cuộc đời nó vẫn nở hoa anh em ạ. Cuộc đời vẫn nở hoa anh em ơi. Quá hay anh em ơi. Về bờ anh em ơi. Trời ơi. May thế nhờ. Hôm nọ em 20M lên 100M à. May thế nhờ. Mình đây là từ 5M hay sao này. Đây này anh em này còn đúng 5M anh em này này. Vãi trưởng luôn anh em ạ. Đây anh em này còn đúng 5M đây này. Nhờn anh em ạ. Còn đúng 5M đi lên này anh em này. Được không anh em. Nó phải bờ ngay. Nhờn anh em ạ. Còn đúng 5M đây anh em thấy chưa.
Còn đúng 5M này, mẹ gấp phát 8M này, 8M đánh 7M trong làm hai tay này ngon luôn. Nút 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 anh em ạ, à, đang quang trở thành người chiến thắng anh em nhá. Mày thế anh em ơi, cố quá thành quá cố, nghỉ thôi anh em ạ, à, đừng nên cố nữa, anh em inbox cho mình đi, mình tặng cho anh em cốt nhá. Anh em mới vào thì hẹn anh em lần sau anh em nhá. Còn Trần Thanh Tùng này, anh em mà muộn quá để ngày mai đấy, ngày mai chiến đấu tặng anh em nhá. Sỏi sỏi.